Xuân đã đến bên em, xuân đã đến bên em. Sáng không tuyệt vời, sáng không tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Xin người hãy cùng em vui xuân. Mang hạnh phúc cho đời, mang hạnh phúc cho đời. Hãy gió xuân tuyệt vời, gió xuân tuyệt vời. Mang say đắm cho đời, khi về hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ thôn Tây Nam cơ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng. Chiều xuân gió xuân nồng cháy, để cho mỗi nước mắt người. Người đến cho tình em chợt mơ. Xin chào tất cả quý vị đang quay trở lại với chương trình Mua Sắm qua truyền hình Aya Shop. Vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe giọng hát của ca sĩ Hoàng Kim Long, người nhận được sự quan tâm yêu mến của rất nhiều quý vị khán giả, đặc biệt là khán giả miền Tây Nam Bộ. Và xin cảm ơn anh Hoàng Kim Long đã nhận lời mời đến với Aya Shop trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào Hoàng Hiếu và Bích Phụng và xin chào tất cả quý vị khán giả. Hoàng Long hôm nay rất là vui được đứng đây và hát với dàn karaoke này. Hoàng Long cảm thấy là sản phẩm này rất là tin cậy. Đối với Hoàng Long thì sản phẩm này thì mà là một sản phẩm mà là đầu tiên mà Long cảm thấy cảm nhận được là hát rất là thoải mái và nhẹ nhàng, không phải riêng chỉ để dành cho ca sĩ mà cho những người không chuyên nhưng mà vẫn hát được cái tiếng rất là trong, rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng quý vị. Vâng, và theo chia sẻ của anh Hoàng Kim Long thì không chỉ ca sĩ mới hát hay mà những người bình thường như Hoàng Hiếu cũng như Ích Phụng, với dàn âm thanh Cantech thì tất cả chúng ta đều có thể tự tin thể hiện khả năng ca hát của mình, đúng không nào? Vâng, và xin cảm ơn anh Hoàng Kim Long đã nhận lời mời đến với Aya Shop trong chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp anh ở một chương trình khác nhé. Kính thưa quý vị, và dàn âm thanh Cantech mà chúng tôi mang đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay thì bao gồm 3 sản phẩm chính. Đầu tiên đó chính là một đầu karaoke 5 và 6 số 3600B đến từ thương hiệu Cantech, sẽ cho chúng ta chất lượng âm thanh trung thực và sống động. Và bên cạnh đó sẽ là một cặp loa nằm GVS260, thiết kế đơn giản nhưng vô cùng hiện đại và sang trọng. Và một sản phẩm không thể thiếu đó chính là âm ly Cantech 578, sẽ cho chúng ta một sự sang trọng và phong cách trong không gian gia đình. Và chọn bộ sản phẩm đang được giới thiệu trên Aya Shop với mức giá là 4.690.000 đồng thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn tặng kèm thêm một quà tặng vô cùng giá trị, đó chính là một cặp micro đến từ thương hiệu Cantech trị giá là 840.000 đồng. Và đặc biệt hơn nữa, danh sách quà tặng của chúng ta vẫn còn kéo dài, đó chính là một đĩa mini trong đó bao gồm 5.000 bài hát và một danh sách có chứa 5.000 bài hát cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta có thể thoải mái lựa chọn. Và cùng với đó là một album đến từ ca sĩ Hoàng Kim Long. Và để sở hữu dòng sản phẩm này, quý vị và các bạn chúng ta chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi ngay về cho tổng đài của Aya Shop theo số điện thoại 0839109898 hoặc là truy cập vào website www.ayashop.net.vn. Aya Shop sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý vị và các bạn trên toàn quốc. Chọn bộ dàn âm thanh cao cấp Cantech bao gồm một cặp loa nằm GVS260 đơn giản sang trọng, một âm ly karaoke Cantech 578 phong cách và chuyên nghiệp, và một đầu karaoke mini Cantech 3600B cho âm thanh sống động và trung thực. Bảo hành 12 tháng, giá trên Aya Shop 4.690.000 đồng. Quà tặng đặc biệt gồm 2 micro Cantech 368 trị giá 840.000 đồng, một album của ca sĩ Hoàng Kim Long và một mini karaoke cùng danh mục hơn 5.000 bài hát Việt Nam hay nhất có đầy đủ bản quyền, 200 bài hát có lời ca sĩ và 85 bài hát nhạc remix. Dàn âm thanh Cantech, phút giây sum họp trọn vẹn niềm vui. Vâng, và chúng ta sẽ cùng nhau nói đến sản phẩm đầu tiên của dàn âm thanh này, đó chính là chiếc đầu độc MIDI karaoke 3600B đến từ thương hiệu Cantech quý vị nhé. Như quý vị các bạn có thể thấy logo của hãng hiệu Cantech hiện rõ ràng trên mặt của sản phẩm, chứ chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được đâu là sản phẩm thật và đâu là sản phẩm giả. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy đây chính là một cái màn hình LCD giúp chúng ta rất là dễ dàng quan sát được những cái thông số hiện lên khi mà máy hoạt động thưa quý vị, với những nút như là hoạt động play hoặc là stop giúp chúng ta có thể dễ dàng điều khiển hoặc là tua nhanh qua bài hát. Và đây chính là nút khởi động của sản phẩm. Còn bên đây, đây chính là chiếc nút giúp chúng ta có thể tắt hoặc là mở để mà lấy đĩa ra hoặc là bỏ đĩa vào. Rất là đơn giản đúng không ạ? Và bên cạnh tay của Hoàng Hiếu đang chỉ, đây chính là những phím số được thiết kế rất là to, rất là rõ ràng đúng không ạ? Và với những phím số này thì sẽ giúp cho chúng ta có thể chọn được những cái bài hát dựa vào cái cuốn danh mục bài hát mà chúng tôi gửi kèm, rất là đơn giản đúng không nào? Và với một cái thiết kế vô cùng rõ ràng và đặc biệt như thế này thì không chỉ là những người bình thường sử dụng mà đặc biệt là trong gia đình của chúng ta có những người lớn tuổi thì cũng sử dụng một cách vô cùng dễ dàng thưa quý vị.
Quý vị và các bạn thân mến, một bộ phận vô cùng quan trọng của một dàn âm thanh đó chính là âm ly. Và với dàn âm thanh Kentech mà chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay thì sử dụng âm ly 578 đến từ thương hiệu Kentech, và chúng ta có thể quan sát một cách rất là rõ ràng là sản phẩm được thiết kế rất là hiện đại và sang trọng, đúng không ạ? Logo của thương hiệu Kentech được in nổi lên trên bề mặt của sản phẩm giúp chúng ta rất là dễ dàng nhận thấy, rất là đẹp mắt, đúng không nào? Và một điểm đặc biệt nữa đó chính là với âm ly 578 mà chúng tôi mang đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay thì có một cái bộ phận vô cùng thông minh, đó chính là bộ phận tản nhiệt đặt ở hai bên hông của sản phẩm để giúp cho sản phẩm được duy trì lâu hơn và đảm bảo tuổi thọ của sản phẩm sau một thời gian dài sử dụng. Rất là tuyệt vời thưa quý vị. Quý vị thân mến, trong bộ sản phẩm của chúng ta thì còn bao gồm một dàn loa TV S260. Với dàn loa TV S260 này được thiết kế vô cùng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, và được thiết kế với hệ thống âm thanh hai đường tiến cho ra một không gian âm thanh vô cùng sống động và trung thực. Và với một loa bass 25cm thì sẽ cho ra những âm thanh trầm lắng. Cùng với đó là hai loa chép 10cm sẽ cho ra những âm thanh bay bổng, và tất cả sẽ hòa quyện với nhau tạo ra một không gian âm nhạc vô cùng sống động và trung thực cho tất cả quý vị và các bạn. Cùng với thời hạn bảo hành là 12 tháng thì quý vị các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi mà sở hữu trọn bộ sản phẩm tuyệt vời này về gia đình của quý vị. Loa TVS 260 thiết kế hai đường tiến cho âm thanh sống động, bao gồm một loa bass 25cm cho âm trầm sâu lắng, hai loa jack 10cm cho âm thanh bay bổng, công suất vừa đủ trong không gian gia đình, độ tương thích cao, dễ kết hợp với những thiết bị khác. Âm ly karaoke Kentech 578 thiết kế 8 sò công suất cùng linh kiện chất lượng cao, kết hợp với chức năng 3S và re âm thanh cao cấp, hạn chế nhiều tạp âm cho tiếng sạch, sẽ cho bạn chất lượng âm thanh karaoke đỉnh cao. Đồ karaoke Kentech 3600B kích thước 43x21x9cm, đọc được các loại đĩa phổ biến trên thị trường hiện nay như MIDI karaoke dung lượng lớn, CD, VCD, MP3, SVCD, DVD, DVD chính. Cổng giao tiếp USB đọc được nhiều định dạng hình ảnh và video phổ biến. Công nghệ bắt đọc laser Nhật Bản không kén đĩa. Chip xử lý âm thanh và hình ảnh chất lượng cao cho chất lượng âm thanh hay và hình ảnh đẹp. Nguồn AutoVol sử dụng tốt ở những vùng điện áp thấp, nguồn điện chập chờn dưới 90V. Chuẩn hình ảnh 4:3 cho TV CRT và hỗ trợ chuẩn 16:9 cho TV LCD, TV LED, TV Plasma. Chọn bộ dàn âm thanh Kentech với thiết kế vô cùng đơn giản, gọn nhẹ nhưng không kém phần tinh tế sang trọng, chắc chắn sẽ phù hợp với rất nhiều không gian, từ những gia đình thượng lưu với không gian sống tiện nghi đầy đủ đến những mái ấm hạnh phúc của các anh chị công nhân lao động bình dân. Tiết kiệm diện tích, tối giản không gian, lắp đặt thì vô cùng dễ dàng. Các bạn sinh viên hay là nhân viên văn phòng vẫn có thể sở hữu dàn âm thanh Kentech cho phòng trọ hay là căn hộ của chính mình. Chắc chắn những phút giây giải trí, sum họp bên bạn bè và người thân sẽ thêm phần ý nghĩa, tràn ngập niềm vui. Và hơn thế nữa thì trong chương trình đặc biệt hôm nay, chọn bộ dàn âm thanh Kentech bao gồm đầu độc, loa, âm ly được giới thiệu đến quý vị với mức giá cực kỳ ưu đãi, chỉ 4.690.000 đồng mà thôi. Chọn bộ sản phẩm này sẽ được giao tận nhà quý vị chỉ bằng một cuộc gọi, quá đơn giản để mang niềm vui đến gia đình của mình, đúng không nào? Ai cũng có thể hát, hát để giải tỏa tâm trạng, hát để thể hiện mình. Hãy để mọi người xích lại gần nhau hơn, hãy để dàn âm thanh Kentech đồng hành cùng gia đình của bạn trong những cuộc vui. Quý vị và các bạn thân mến, đơn giản là thế, hiện đại là thế, chứ nhiều sản phẩm của chúng ta cũng vô cùng dễ dàng sử dụng. Chúng ta có thể chọn bài hát bằng 3 cách giống như là những đầu karaoke thông thường thưa quý vị. Cách đầu tiên thì chúng ta sẽ lựa chọn mã số bài hát dựa vào danh sách bài hát mà chúng tôi gửi kèm tặng cho quý vị. Và cách thứ hai thì chúng ta sẽ chọn bằng những cái phím số trên chiếc điều khiển từ xa này thưa quý vị. Cách thứ ba thì chúng ta có thể thao tác trực tiếp với những phím nổi bên trên đầu đọc như thế này. Vâng, và bây giờ thì Hoàng Hiếu sẽ tiến hành chọn bài hát bằng cách thứ hai, đó chính là sử dụng chiếc remote điều khiển và chọn bài hát trực tiếp ra trên màn hình. Một thao tác vô cùng đơn giản, chúng ta sẽ ấn vào nút title ngay trên chiếc remote thưa quý vị. Đây chính là nút title được in một cách rất là rõ ràng trên remote này. Bạn sẽ ấn vào quý vị nhé. Chúng ta sẽ ấn vào 2 lần và ngay lập tức thì bảng danh sách bài hát đã hiện ra. Và công việc lúc này thì chúng ta sẽ di chuyển mũi tên lên và xuống để chọn bài hát mà chúng ta yêu thích thưa quý vị. Và chúng ta vẫn có thể di chuyển mũi tên qua trái hoặc qua phải để mà chọn bài hát bằng tiếng Anh, chọn ca sĩ hoặc là chọn những bài remix, rất là đơn giản đúng không nào? Và sau khi mà chúng ta đã chọn được bài hát mong muốn rồi thì công việc vô cùng đơn giản đó chính là ấn vào nút OK. Thì ngay lập tức chúng ta đã chọn được bài hát.
Và bên cạnh những phím chức năng mà Hiếu vừa chia sẻ với quý vị thì còn có rất nhiều những phím chức năng khác mà chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn một cách sử dụng rất là kỹ càng trong cái sách hướng dẫn sử dụng kèm theo trong sản phẩm thưa quý vị. Và quý vị thân mến, đi kèm theo sản phẩm đó chính là một đĩa MIDI karaoke cùng với một catalog, trong đó bao gồm là 5.000 ca khúc nhạc Việt và bên trong thì có bao gồm là 200 ca khúc nhạc có lời của ca sĩ, đúng không nào? Và với những ca khúc có lời của ca sĩ thì quý vị và các bạn chúng ta có thể thoải mái song ca cùng với thần tượng của mình. Và cùng với đó là 85 ca khúc nhạc remix rất là sôi động. Và những ca khúc nhạc remix này thì vô cùng phù hợp với các bạn trẻ năng động của chúng ta, đúng không thưa quý vị? Và cùng với sự đa dạng như vậy thì tất cả những thành viên trong gia đình mình đều có thể thoải mái lựa chọn tất cả những ca khúc mà mình ưng ý và cùng thể hiện trong không gian của gia đình mình, đúng không nào? Và một điểm đặc biệt nữa của sản phẩm này đó chính là đầu karaoke MIDI 5 số và 6 số đến từ thương hiệu Cantech 3600B này thì có khả năng đọc được cả đĩa MIDI 5 số và 6 số. Đây chính là một trong những tính năng vô cùng ưu việt của sản phẩm. Và như quý vị các bạn có thấy trên màn hình, đây chính là những bài hát 6 số được quý vị. Và tiếp theo thì Hoàng Hiếu sẽ thao tác để mà chọn một bài hát 5 số cho quý vị các bạn cùng quan sát. Rất là dễ dàng thì chúng ta có thể có được những bài hát 5 số rất là tuyệt vời thưa quý vị. Và quý vị thân mến, một chi tiết rất là quan trọng khi mà người tiêu dùng quyết định bỏ tiền ra để mua một đầu karaoke đó chính là chất lượng âm thanh và hình ảnh. Với đầu karaoke MIDI 5 số và 6 số đến từ thương hiệu Cantech mang mã số là 3600B, ứng dụng chip xử lý âm thanh vô cùng hiện đại sẽ đảm bảo cho âm thanh sẽ trở nên trung thực hơn và sống động hơn. Và bên cạnh đó thì chất lượng của hình ảnh sẽ cho chúng ta được một cái cảm giác giống như là trải nghiệm trực tiếp. Vâng, và một đặc điểm nữa của sản phẩm này đó có thể là tích hợp với những sản phẩm, những màn hình có chuẩn là 43 cho TV CRT và hỗ trợ 16:9 cho TV LCD, TV LED và TV Plasma, rất thông minh thưa quý vị. Bên Phụng thân mến, trong những dịp mà chúng ta được quay quần bên nhau, chẳng hạn như dịp Tết, thì tất cả các thành viên trong gia đình chúng ta ngoài là nhu cầu hát karaoke thì còn có rất nhiều những cái nhu cầu giải trí khác, ví dụ là xem phim nè, và đặc biệt là ở nhà thì có ông bà thì rất là thích xem cải lương, đúng không nào? Hoặc là những em nhỏ thì có thể xem phim hoạt hình, như vậy thì sẽ rất là nhiều nhu cầu khác nhau. Thế thì không biết thì ngoài khả năng là đọc được đĩa MIDI karaoke thì đầu đọc của chúng ta còn có khả năng tuyệt vời gì khác không nào? Chính xác như vậy thưa quý vị, thông thường khi mà chúng ta quây quần bên nhau thì chúng ta cũng có thể muốn xem TV, muốn xem cải lương hoặc là xem các chương trình ca nhạc khác, đúng không nào? Và ngay lúc đó thì chúng ta sẽ biến chiếc đầu karaoke Cantech trở thành một chiếc đầu DVD bằng cách chúng ta sử dụng những chiếc đĩa DVD như thế này đây thưa quý vị. Chúng ta có thể lựa chọn các loại đĩa phim nè, chúng ta có thể lựa chọn các đĩa ca nhạc và chúng ta chỉ cần một thao tác rất là đơn giản, đó chính là chúng ta bỏ đĩa DVD vào trong phần đĩa này. Như vậy là nó đa chức năng quá Bích Phụng ha. Đúng rồi thưa quý vị. Và như vậy là chúng ta có thể bắt đầu ngay với những bộ phim hoặc là những chương trình ca nhạc mà mình yêu thích rồi, đúng không nào? Quý vị và các bạn thân mến, với mắt đọc laser đến từ công nghệ của Nhật Bản thì sản phẩm của chúng ta không chỉ đọc được VCD mà còn đọc được rất nhiều những định dạng đĩa khác đang bày bán trên thị trường, ví dụ như là CD, DVD, DVD chính và rất nhiều những loại CD khác nữa thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì một khả năng vô cùng tuyệt vời của sản phẩm đó chính là có khả năng đọc được USB. Chúng ta xem những cái đoạn video clip trên internet chẳng hạn, thích một cái bộ phim bom tấn nào đó thì chúng ta có thể tải về trong USB, và khi mà những dịp gia đình chúng ta có cơ hội quay cùng bên nhau thì chúng ta lại cho USB này vào trong đầu đọc và ngay lập tức thì không gian gia đình của chúng ta sẽ giống như là một rạp hát, chẳng hạn một rạp chiếu phim, và với hệ thống âm thanh cho được cái chất lượng âm thanh trong sống động và trung thực. Bên cạnh đó thì hình ảnh sẽ vô cùng là tuyệt vời. Dàn âm thanh chất lượng cao Cantech bao gồm đầu karaoke Cantech 3600B kết hợp với âm ly karaoke Cantech 578 và loa TVS 260 là sự kết hợp hoàn hảo cho một hệ thống âm thanh nghe nhạc và karaoke. Giá hấp dẫn trên AZShop 4.690.000 đồng. Xin chào cả nhà. Chào Hoàng Hiếu. Cho Hoàng Hiếu hỏi là hôm nay hình như là gia đình của chúng ta đang tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đúng không nào? Hoàng Hiếu thấy có bánh kem. Sinh nhật của cô. Dạ, chúc mừng sinh nhật cô ạ. Cô ơi, cho Hoàng Hiếu hỏi là khi mà cô sử dụng dàn âm thanh đến từ thương hiệu Cantech này á, cô cảm thấy là mình có nhiều sự lựa chọn bài hát không ạ?
Cái dàn âm thanh này thì cô thấy là rất là nhiều bài hát để cô có thể chọn lựa, như là nhạc trữ tình nè, nhạc nhẹ nè, nhạc kháng chiến cách mạng nè, với lại là cái âm thanh nó làm cho cô hát không có bị mệt. Có cái dàn karaoke này thì gia đình cô thì có những cái dịp để mà sum họp lại, có nó thì nó làm cho gia đình vui vẻ và đầm ấm hơn. Với lại những lúc mà con cháu mà đi làm hết chỉ có một mình cô ở nhà đó, thì cô cũng có thể cô mở lên và cô ca một mình, cô có thể tận hưởng những cái bài hát những mà cô thích nhất từ trước đến nay. Có nghĩa là cô sẽ tự mình hát trong lúc mà không có ai trong nhà, và như vậy thì sẽ có cơ hội được thưởng thức giọng hát của mình đúng không nào? Và khi mà cái những cái cỡ chữ hiện lên, cô thấy nó có rõ ràng không ạ? Cái dàn âm thanh này cô thấy tốt nhất là cái phông chữ nó rất là lớn. Cô lớn tuổi rồi thì mắt cũng hơi kém, cho nên là nhìn chữ thì rất là rõ ràng, cô đọc và cô hát nó cũng rõ ràng, nó cũng không có bị vấp. Dạ xin cảm ơn cô. Dạ xin cảm ơn các thành viên trong gia đình ạ. Quý vị thân mến, rõ ràng là trong những buổi sum họp gia đình ấm cúng và đầy đủ các thành viên như thế này thì rất là tuyệt vời khi mà chúng ta được thể hiện khả năng âm nhạc của mình với một dàn âm thanh như thế này nữa không quý vị. Và với dàn âm thanh đến từ thiền canh tác thì quý vị sẽ có rất nhiều những bài hát để cho tất cả các thành viên trong gia đình của chúng ta lựa chọn. Và hơn thế nữa thì với sự hỗ trợ của âm ly, loa cũng như là dàn âm thanh này thì quý vị sẽ có được một giọng hát rất là bay bổng, rất là tuyệt vời đúng không nào? Và giờ đây thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại phim trường với Hoàng Hiếu và Bích Phụng quý vị nhé. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã có cơ hội trải nghiệm những cảm xúc âm nhạc với một sản phẩm Việt Nam chất lượng cao, đó chính là dàn âm thanh đến từ thương hiệu Kentax thưa quý vị. Và như quý vị các bạn có thể thấy thì với một kích thước cũng như một hình dáng sang trọng như thế này sẽ tạo nên một cái sự đẳng cấp trong mọi không gian trong gia đình. Với những phim số lớn như thế này và bên cạnh đó chính là màn hình LCD rất là rõ ràng những thông số trong quá trình hoạt động, thì những người lớn trong gia đình của chúng ta cũng có thể sử dụng một cách vô cùng đơn giản, đúng không là Bích Phụng? Và bên cạnh đó thì với chip xử lý âm thanh cũng như là hình ảnh chất lượng cao thì sẽ cho chúng ta có được một chất lượng âm thanh tuyệt vời nhất. Và cùng với đó chính là dàn loa TVS 260 cho ra âm thanh hai đầu tiếng, như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta có thể có một trải nghiệm âm thanh vừa trung thực vừa sống động đúng không nào? Như vậy thì tất cả quý vị và các bạn chúng ta có thể hòa mình vào một không gian âm nhạc rất là sống động. Mức giá mà chúng tôi giới thiệu trên ở giá shop trong chương trình ngày hôm nay thì cũng vô cùng ấn tượng, đó chính là 4.690.000 đồng. Và quý vị thân mến, khi sở hữu dòng sản phẩm dàn âm thanh loa Kentax thì quý vị và các bạn sẽ nhận ngay về cho mình quà tặng vô cùng giá trị, đó chính là hai chiếc micro cao cấp đến từ thương hiệu Kentax và được thiết kế bằng chất liệu kim loại cao cấp không rỉ và đem lại cho chúng ta một âm thanh vô cùng sống động, rất là tuyệt vời đúng không nào thưa quý vị. Và như vậy quý vị và các bạn chúng ta có thể thấy được rằng khi sở hữu về cho mình dòng sản phẩm dàn âm thanh Kentax, quý vị và các bạn được nhận về cho mình quà tặng trị giá lên tới 840.000 đồng, và cùng với đó là một album đến từ ca sĩ Hoàng Kim Long. Và danh sách quà tặng của chúng ta còn nối dài tiếp theo, đó chính là một đĩa MIDI karaoke và một danh sách trong đó bao gồm 5.000 ca khúc cho tất cả quý vị và các bạn có thể thoải mái lựa chọn những ca khúc mà mình yêu thích nhất. Quý vị và các bạn thân mến, tổng đài quen thuộc chúng tôi đã sẵn sàng nhận những cuộc gọi đặt hàng của quý vị 0839109898, hoặc quý vị có thể truy cập vào website www.azshop.net.vn. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý vị trong thời gian sớm nhất. Đến đây thì Bích Phụng và Hoàng Hiếu rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những sản phẩm tiếp theo trên kênh Azshop. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại 0839109898 để được giao hàng tận nơi miễn phí trên toàn quốc. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.azshop.net.vn để xem thông tin chi tiết hoặc đặt hàng trực tuyến. Quý vị cũng có thể đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu phát hiện sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.